Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt T80W này với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì cái máy in T80W này là một cái máy in USB mạng nha các bạn. USB LAN có nghĩa là các bạn cần phải gắm dây LAN nè. Bên mình cũng có một dòng đó là dòng Wi-Fi, các bạn không cần phải gắm dây LAN này, các bạn chỉ cần gắm điện thôi nha các bạn. Cái dòng đó thì rất tiện lợi, các bạn có thể đem đi đem tới đem lui rất là dễ. Các bạn không cần phải kéo theo cọng dây mạng như thế này. Thì cái giá thành chắc chắn là sẽ cao hơn cái máy này nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái máy in này và hướng dẫn các bạn cài đặt cái địa chỉ IP cho cái máy in này nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khay giấy và lắp giấy nha. Thì ở bên hông nè, nó có cái cần gạt nè, các bạn gạt xuống và mở cái khay giấy ra. Thì bây giờ các bạn sẽ để giấy vào nè, theo cái chiều này ha. Rồi các bạn đóng lại, các bạn để giấy lồi ra một khúc ha. Rồi bây giờ nè, ở đằng sau nó có cái cổng gắm dây nguồn nè các bạn. Các bạn lấy cục sạc, các bạn gắm điện vào và các bạn gắm vào nha. Thì cái máy này các bạn muốn cài được cái IP cố định cho nó thì các bạn cần phải có một cái máy tính nha. Thì những bạn nào mà không có máy tính á, thì khi mà mua máy ở bên mình á, bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt sẵn cho các bạn luôn. Các bạn về các bạn chỉ cần gắm điện và gắm dây mạng vào là các bạn sử dụng thôi nha. Nhưng mà các bạn phải cung cấp cho mình cái thông tin IP mạng ở bên các bạn á, để mình biết được cái lớp mạng bên bạn bao nhiêu để mình có thể cấu hình cho cái máy in được nha. Không biết cái đó là không có cấu hình được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách để các bạn xem, hoặc là các bạn có thể chụp cho bên mình nha. Rồi trên điện thoại đó các bạn vào cái chỗ wifi á. Rồi các bạn vào cái chữ Y nè. Trên điện thoại iPhone nha các bạn, còn điện thoại Android á thì các bạn có thể bấm vào trong cái tên wifi đó cũng được. Đây các bạn chụp cho mình thấy được là 192.168.1.22 nè. Cái dãy IP nè, cái khúc nói chung là cái ba dòng này là các bạn, địa chỉ IP, mặt nạ con và định tuyến nè. Đó các bạn chụp cho mình thấy được ba cái này thì mình mới cài đặt được cho các bạn nha. Thì trên điện thoại Android nó cũng tương tự như vậy nha các bạn chụp cho mình rồi mình mới cài đặt cho các bạn được. Thì cài đặt xong thì các bạn về các bạn chỉ cần phải gắm dây điện rồi gắm mạng vào, các bạn kết nối với phần mềm Kiosk Việt để các bạn in thôi nha. Ok, bây giờ sau khi gắm điện vào rồi á, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test cái tờ giấy in test ra để các bạn biết được cái máy này nó có hoạt động tốt hay không nha. Một tay á các bạn ấn giữ cái nút này nha. Một tay các bạn bật cái công tắc ở đằng sau nè. Đằng sau nó có công tắc nguồn đó các bạn. Các bạn chờ cái nút đỏ nè. Đó, cái nút đỏ nó chớp một cái là các bạn buông ra nha. Đó, nó ra cái tờ giấy anh test nè. Một xíu nữa nó sẽ hiện cái địa chỉ IP cài đặt ở đây nè. Các bạn chờ xíu mình sẽ cài đặt cho các bạn xem nha. Đây các bạn sử dụng một cái cọng dây cáp USB nè. Nó đi kèm theo máy với các bạn cái đầu tròn nè. Các bạn gắm vào trong cái máy in nè. Còn cái đầu dẹp còn lại các bạn cắm vào máy tính nha. Đây các bạn. Đầu còn lại nè, các bạn cắm vào trong máy tính nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái máy tính để mình cài đặt cho các bạn xem nha. Sau đó mình sẽ test ở trên điện thoại mình in thử cho các bạn xem nha. Ok các bạn, thì đây là cái phần mềm dùng để cài IP cho cái máy in T80W này ha. Thì những bạn nào mà muốn tự cài thì khi mà mua máy xong á, nói bên mình sẽ gửi cái phần mềm này qua để các bạn cài nha, kèm theo cái video hướng dẫn. Rồi ok, các bạn vào trong cái chỗ Advanced nè. Vào Setnet nè các bạn. Rồi ở đây nè các bạn sẽ sửa lại cái địa chỉ IP nha. Đó, cũng như cái chỗ hồi nãy á, mình chỉ các bạn á. Đây, trong cái chỗ Wi-Fi đó các bạn. Đây nè, cái chỗ này nè. Nếu như mà các bạn thường á, cái địa chỉ IP nó sẽ là 192.168.1 là ba cái này các bạn giữ nguyên nè. Ba cái dấu chấm đầu á, 1 ô, 2 ô, 3 ô đầu á các bạn sẽ giữ nguyên. Còn cái ô thứ ba các bạn sẽ thay đổi. Các bạn không được ghi trùng với cái IP ở đây nha. Các bạn ghi trùng ở đây á là sẽ trùng với cái điện thoại của các bạn. Thường á là bên mình nó sẽ để 245 thôi. 245 từ 245 cho đến 250. Đó, còn hai cái này là ghi trang nè, mặt nạ con với cái bộ định tuyến ở dưới là ghi trang nha các bạn. Chỉ sửa chỗ này thôi. Chấm 1 nè, chấm 1 giữ, còn cái đuôi cuối cùng là sẽ sửa lại nha các bạn. Rồi,
Thường là bên mình sẽ để cái IP là 192.168.1.245 nè, tùy theo cái lớp mạng của các bạn nha. Rồi ở dưới này á thì các bạn không cần quan tâm nha, cái này là cái thiết lập cho cái máy in wifi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm set about content này là thiết lập những cái thông tin bên trên cho cái máy in. Đó, các bạn chờ xíu, cái máy nó đang cấu hình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in ra cái tờ giấy test như nãy á để xem được cái địa chỉ IP và mình vừa cài đặt là .1.245 nè, nó có ra đúng không nha. Như cái tờ hồi nãy á là cái địa chỉ IP của nó là .1.179 nè các bạn. Đây nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt cái máy đi ha. Tắt đi nè, tay bấm giữ nè. Mở lên nè, đèn đỏ chớp nè, buông ra. Cái máy này đã tự gắt giấy luôn nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? 245 nè. Chưa nha các bạn, tại vì á mình chưa có gắm dây mạng cho cái máy in này nè. Ok, các bạn chờ xíu mình sẽ gắm dây mạng vào nha. Mình gắm dây mạng vào mình sẽ in test thử cho các bạn xem luôn. Đây các bạn ha, thì đây cổng dây mạng của mình đã kết nối với cái modem wifi nè. Bây giờ mình sẽ gắm dây mạng vào cho các bạn xem này. Khi mà các bạn gắm vào á, cái đèn, hai cái đèn á, một cái đèn sáng, một cái đèn chớp nè. Đó các bạn thấy không? Một cái đèn cam nó sẽ chớp nè. Rồi ok. Ok các bạn, thì sau khi mà đã cài đặt cái địa chỉ IP cho máy in này rồi á, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần mềm sổ bán hàng để mình nhập cái địa chỉ IP vào để mình in cái hóa đơn nha. Rồi các bạn cài đặt cái phần mềm sổ bán hàng vào, các bạn vào chỗ cái chỗ tròn ở trên góc trên nè. Rồi các bạn vào cài đặt cửa hàng nè. Rồi cài đặt máy in nè. Rồi các bạn chức năng máy in kết nối ngay nè. Máy in LAN nha các bạn. Tiếp tục nè, các bạn nhập cái địa chỉ IP vào nha, như nãy mình đã chỉ các bạn á, thì các bạn in cái tờ giấy in test ra, thì trong tờ giấy đó nó sẽ có cái địa chỉ IP. Khi mà các bạn thiết lập đó, thì nó có địa chỉ IP. Đây ha, cái địa chỉ IP nào 192.168.1.245 nè, các bạn nhập vào 192.168.1.245. Ok, tiếp tục. Rồi các bạn in cái gì thì các bạn check ở đây nha. Ngày xưa phần mềm này là phần mềm miễn phí nha các bạn. Sau này thì nó chỉ cho in được một ngày bao nhiêu đơn thôi. Thì nó đã thu phí rồi nha các bạn. Rồi các bạn check vào trong chỗ này. Ở đây thì mình đặt tên máy in. Rồi bây giờ mình ra mình in thử nè. Đây các bạn ha, thì cái máy in này sau khi in ra thì nó cắt giấy tự động luôn nha các bạn. Rồi in thử tờ nữa nè. Đây các bạn ha. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn.